Xin chào tất cả các bạn đã quay lại kênh của mình nhé. Hôm nay tiếp tục các video chia sẻ chủ đề sử dụng cuộn trên máy tính thì mình tiếp tục chia sẻ các bạn thêm một số thao tác cơ bản để các bạn gõ dấu tiếng Việt ở trên máy tính nhé, để các bạn soạn thảo văn bản nhé. Thì trong thời gian vừa qua thì cũng có một số bạn có hỏi đến kênh của mình nói về cái cách gõ một số cái từ từ cái đặc biệt đã, thông dụng trong quá trình gõ tiếng Việt có dấu trên máy tính. Đó, thì hôm nay cũng tranh thủ có thời gian thì mình tiếp tục chia sẻ thêm các bạn nhé. Và video này thì cũng tương tự như các video trước, mình tiếp tục chia sẻ các bạn mới bắt đầu, cho nên là mình đi chậm và chi tiết để các bạn dễ theo dõi nhé. Rồi, đầu tiên là về các cái chữ cái thường gặp ở trên máy tính. Đó, ví dụ như là chữ ớ này, chữ á này, chữ ơ, chữ ư, vân vân. Thì các cái chữ này thì trước đây mà chưa có máy tính thì chúng ta sẽ dùng giấy để chúng ta viết lên giấy. Đấy, nhưng mà hiện nay thì đã có máy tính thì chúng ta sẽ gõ lên trên máy tính. Đấy, và sau đấy các bạn kết nối máy tính với máy in và chúng ta sẽ in cái văn bản ở trên máy tính ra ngoài. Đấy, cái văn bản mà gõ trên máy tính thì khi các bạn in ra thì nó sẽ đẹp hơn và dễ đọc hơn so với khi mà chúng ta viết trên giấy. Rồi, thì để gõ các chữ cái này ấy, thì cũng khá là dễ thôi các bạn nhé. Đấy, các chữ cái chúng ta rất là hay gặp trong quá trình gõ tiếng Việt. Đấy, thì ở đây thì mình sẽ lấy cái bàn phím ảo trên Windows 10 nhé, để mình dễ chia sẻ các bạn nhé. Rồi, ở đây thì chúng ta sẽ nghiên cứu cái bàn phím ảo. Đó, rồi, đầu tiên đó là cái chữ chữ ở các bạn nhé. Cái chữ ở ấy, thì các bạn sẽ bấm vào phím chữ A này hai lần này. Đó, thì chúng ta mới được chữ ở này. Thì video này thì mình sẽ chia sẻ thêm các bạn, bởi vì có thể là mới có một số bạn mới xem lần đầu. Đó, chữ ở thì các bạn sẽ bấm vào phím chữ A hai lần nhé. Chúng ta bấm lần thứ nhất là được chữ A này, bấm thêm lần là được chữ ở này. Đó, rồi 1 này, 2 này. Đấy, khá là dễ nhá. Đó, tiếp theo là chữ á. Đấy, chữ á thì các bạn sẽ bấm vào chữ a đấy, và chữ v kép a này, v kép này. Rồi, chúng ta bấm hai phím nhá. Rồi a v kép. Đó, rồi. Đó, chữ ơ. Đấy, chữ ơ thì các bạn viết cũng giống như chữ ư. Rồi, chúng ta sẽ bấm chữ o xong này. Đấy, các bạn bấm vào chữ v kép này. O này, v kép, chúng ta bấm hai phím nhá. Rồi chữ ư. Đó, chữ ư thì ta bấm chữ u này. Đây mình chụp xuống dạch xuống hàng nhá. Đây chữ u này, chữ v kép này. Đó, rồi u v kép, chúng ta bấm hai lần. Đó, như vậy thì cái chữ ơ ấy và chữ ư thì các bạn viết tương đối giống nhau. Đó, chúng ta sẽ sử dụng cái chữ v kép này, này để chúng ta viết dấu ơ. Như vậy là chữ v kép này thì được dùng để viết dấu á này. Đấy, và dấu ơ. Các cái từ mà các bạn thấy có dấu á đấy hoặc là có dấu ơ thì chúng ta sẽ bấm thêm cái phím v kép này nhé để chúng ta viết cái dấu đó. Rồi chữ e. Đó, tiếp theo chữ e thì các bạn sẽ bấm vào phím chữ e hai lần nhé. Đầu tiên các bạn bấm lần thứ nhất thì được chữ e này, bấm thêm lần nữa thì được chữ e. Đó, thao tác lại nhé. Đấy, một này, hai này. Đấy, khá là dễ nhá. Đó, chúng ta bấm hai lần chữ e thì được chữ e. Rồi chữ D thì các bạn viết cũng gần giống chữ E. Đấy, các bạn bấm vào phím chữ R hai lần. Lần thứ nhất được chữ R này, bấm thêm lần nữa thì được chữ D. 1, 2 này. Rồi tiếp theo là chữ ư ơ. Ư ơ thì ta sẽ có hai cách viết. Đấy, cách thứ nhất là các bạn sẽ viết chữ ư, sau các bạn lại viết chữ ơ và chúng ta ghép lại nhá. Rồi u này, chữ với kép là lấy chữ ơ này. À, tiếp theo các bạn nhấn vào chữ O này, bấm vào chữ V kép để lấy dấu ơ này. Đó, chúng ta ghép hai từ lại. Đấy, nhưng mà cách viết này thì nó hơi lâu, bởi vì chúng ta phải viết hai từ như vậy là nó sẽ mất thời gian. Thì chúng ta sẽ có cách viết nhanh hơn, đó là các bạn viết chữ U, chữ O xong và bấm vào chữ V kép thì nó sẽ nhanh hơn. Đó, U này, O, V kép này. Đó, thì lúc này Word nó sẽ hiểu rằng là chúng ta sẽ viết lấy dấu ơ cả hai từ U và O. Đó, U, O, V kép. À, tiếp đến là chữ O. Đấy, chữ O thì các bạn sẽ bấm vào phím chữ O hai lần. Đấy, cũng giống như là khi viết chữ E. Đấy, các bạn bấm lần thứ nhất được chữ O này, bấm thêm lần nữa thì chữ O này. 1 này, 2 này. Đấy, khá là dễ các bạn nhé. Rồi, tiếp theo là cái phần dấu các bạn nhé. Đó, thì gõ dấu ấy, thì chúng ta sẽ sử dụng cái kiểu gõ tay lách khá là phổ biến và mình thấy có nhiều người dùng. Đó, thì quá trình ngoài cái việc là các bạn gõ các chữ cái đặc biệt này này, đấy, thì chúng ta còn có gõ dấu. Trong quá trình gõ dấu thì trong tiếng Việt sẽ có 5 cái dấu nhé. Đấy, dấu huyền, dấu sắc, dấu ngã, dấu nặng và dấu hỏi. Đó, thì các bạn sẽ sử dụng các cái phím bấm để chúng ta gõ dấu nhé.
Đầu tiên là chúng ta sẽ gõ cái dấu dấu huyền đi. Dấu huyền thì các bạn bấm vào phím F này, này để chúng ta viết dấu huyền này. Đó, rồi dấu sắc thì các bạn bấm vào phím chữ S nhé để chúng ta viết dấu sắc. Đấy. Dấu ngả thì các bạn bấm vào phím X. Tương tự như vậy, các cái từ mà có dấu nặng ấy thì các bạn bấm vào phím có chữ G để chúng ta viết dấu nặng. Đấy, dấu hỏi thì các bạn bấm vào phím có chữ R đối với các cái từ mà có dấu hỏi. Như vậy là các cái phím bấm này ở trên bàn phím là cố định nhé. Các bạn nhớ các cái phím bấm này để quá trình chúng ta gõ dấu thì chúng ta sẽ gõ tiếng Việt. Đấy, thì cần đến các cái phím này. Đấy, ví dụ như là các bạn cần muốn gõ dấu dấu sắc thì chúng ta sẽ bấm vào phím chữ S. Đấy, mà muốn gõ dấu nặng thì chúng ta sẽ bấm vào phím có chữ G. Rồi, để cho đơn giản thì mình sẽ lấy một cái đoạn câu tiếng Việt để làm ví dụ nhé, để các bạn hình dung về cái cách gõ tiếng Việt ở trên máy tính nhé. Rồi, chúng ta sẽ sử dụng các cái phím dấu này để chúng ta gõ dấu, kết hợp với các cái chữ cái đặc biệt ở đây để chúng ta viết các cái dòng tiếng Việt bằng văn bản. Rồi, mình lấy ví dụ nhé, mình ghi lên ở đây luôn. Đó, thì mình sẽ lấy một cái đoạn văn, ví dụ như là phương tiện đi lại hàng ngày hoặc là phương tiện đi làm hàng ngày của tôi là, thì chúng ta sẽ ghi như thế nào? Đó, phương tiện ta sẽ ghi là phương đúng không, B H này U O N G, cái này các bạn sẽ ghép các chữ cái lại nhé để được một từ nhé. Đấy, còn dấu là các bạn sẽ gõ sau cùng, đó thì sẽ giúp cho các bạn gõ nhanh hơn và ít khi bị lỗi. Phương tiện nhá, phương thì sau khi ghép các từ này rồi chúng ta sẽ gõ dấu này, U O thì chúng ta sẽ có chữ V kép để lấy chữ Ơ nhá. Đấy, như vậy các bạn bấm một chữ V kép thì ở đây gột nó sẽ lấy hai từ chữ Ơ cả hai từ U và O luôn. Sau một từ hoàn chỉnh thì các bạn bấm vào cái phím cách này, này. Cái phím dài nhất ở trên bàn phím của các bạn ấy, ở cái hàng phím dưới cùng các bạn bấm vào đây một lần nha. Rồi sau khi xong rồi ấy, thì chúng ta sẽ viết cái từ tiếp theo. Đấy, bấm cách nhé. Và khi các bạn cách ra thì ở đây gột nó sẽ mặc định cái chữ cái đầu tiên là sẽ viết hoa. Đấy, cũng giống như khi các bạn viết trên giấy cũng vậy, chữ cái đầu tiên của cái câu là chúng ta sẽ viết hoa nhé. Đấy, hoặc là sau dấu chấm thì chúng ta sẽ viết hoa. Rồi phương tiện tiền chúng ta sẽ có là TI này. Rồi chữ E thì các bạn bấm vào phím E này hai lần này. Đây, mình xóa đi này. Chúng ta bấm 3 lần là không được nhá, bấm 2 lần. Rồi chữ N này. Dấu nặng là phím phím G này. Rồi. Phương tiện đi làm. Đi làm thì chúng ta sẽ có là chữ đi đúng không? Đi thì các bạn bấm vào chữ R này hai lần này. Rồi chữ Y này. Rồi làm L A M, dấu huyền là phím F. Rồi, sau khi làm viết xong chữ làm hoàn chỉnh chúng ta lại cách ra. Của C U A để dấu hỏi là phím R. Rồi xong cái từ này rồi chúng ta lại cách ra tôi đúng không, phương tiện đi làm của tôi nó sẽ có là T phím O hai lần. Rồi Y cách là A dấu huyền là F. Rồi chúng ta lại cách ra. Đó. Thì trong một số trường hợp như các bạn viết sai từ đấy, hoặc là sai dấu thì chúng ta sẽ xóa cái từ đó đi nhá và chúng ta viết lại thôi. Đấy, không có gì khó. Thì để xóa thì các bạn cứ để con trỏ chuột đằng sau này này và chúng ta bấm vào cái phím đằng sau phím dấu cộng á. Các bạn quan sát ở hàng phím thứ hai nhá, từ trên xuống này. Hàng thứ hai có phím số từ 1 đến 9 này. Không. Đấy, phím trừ, phím cộng và đằng sau phím dấu cộng này có một cái phím gọi là phím back, phím có chữ BACK đó. Các bạn bấm vào cái phím này thì nó sẽ xóa đi này. Đấy, con trỏ nó sẽ lùi sang bên trái và nó xóa đi. Thì ví dụ như là cái từ nào các bạn cần xóa đó thì chúng ta sẽ xóa đi và sau đó là chúng ta viết lại cái từ đó để cho đúng đúng với chính tả nhé. Đây mình có trường hợp muốn quay lại thì các bạn bấm vào cái phím mũi tên quay lại ở đây. Rồi như vậy là phương tiện đi làm của tôi là mình lấy ví dụ là xe máy chẳng hạn đó, thì chúng ta sẽ ghi là xe máy, chúng ta sẽ ghi là x e đó. Rồi chỉ xe xong rồi chúng ta lại cách ra máy m a i đấy, dấu sắc. Rồi chúng ta lại phẩy đó. Đây chúng ta phẩy nhá, hoặc là các bạn đánh dấu chấm thì các bạn bấm vào đây này, dấu chấm là phím này. Dấu chấm thì nằm đằng sau dấu phẩy, phía trên nó có dấu chấm phẩy đó. Ở đây thì mình sẽ lấy dấu phẩy thôi thì mình sẽ xóa đi nhá. Sau dấu phẩy này, dấu chấm hoặc là dấu chấm phẩy, dấu hỏi các bạn đều cách ra nhá. Đấy, nó cũng giống như khi các bạn viết xong một từ cũng vậy. Đấy, chúng ta sẽ cách ra. Rồi chúng ta cách ra nhá và mình sẽ viết thêm. Rồi phương tiện đi làm của tôi là xe máy. Đấy. Rồi xe máy đi lại, xe máy thì đi lại khá thuận tiện đúng không? Chúng ta ghi là xe máy này. Rồi máy M A I dấu sắc là S này. Xe máy linh động hơn ô tô, L I N H. Và chúng ta
Sau đến đây rồi thì các bạn cách ra. Đó. Động phím R hai lần được chữ D này, phím O hai lần thì được chữ O này, N G lại du nặng là phím G. Và cái này mình sẽ cho cái hàng nó sát lại một chút nhé. Rồi, cho lên này. Rồi xe máy linh động hơn. Đó, O N cái kép lấy dấu ơ. Ô tô, lại ô tô thì ta đầu tiên chúng ta ghi từ là O đúng không? Rồi, bấm vào phím O hai lần thì được chữ O này. Rồi chúng ta cách ra tô T phím O hai lần. Đó, xe máy linh động hơn ô tô. Last, cái này mình sẽ xóa đi này. Và tiết kiệm xăng hơn ô tô này. Và V A dấu huyền là F này. Đó, tiết tiết đúng không? T I phím E hai lần thì được chữ E này. Chữ T xuất sắc là F này. Kiểm I phím E hai lần thì được chữ E này. Chữ M số nặng là phím gì? Xăng A N G lại viết kép để chúng ta lấy dấu hơn hơn O N. Đấy, các bạn bấm chữ viết kép lấy dấu ơ này. Ô tô ô cách tô. Rồi cái chữ ô tô này các bạn có thể viết sẵn lại cũng được nhé. Ở đây ô tô thì mình viết tách ra theo tiếng Việt. Đấy, như vậy là xong đến đây thì chúng ta được coi như là hoàn chỉnh một câu đi. Đấy, mình lấy ví dụ như vậy nhé. Đó, và chúng ta sẽ đánh dấu chấm vào. Đó, các bạn lại cách ra. Đó, trường hợp mà các bạn cần viết tiếp thì chúng ta lại cách ra và chúng ta lại viết cái câu tiếp theo. Đó, như vậy là vừa rồi là mình vừa lấy các bạn một cái câu văn bằng tiếng Việt khá là đơn giản để mình gõ trên máy tính nhá, để các bạn hình dung về cái cách chúng ta gõ dấu tiếng Việt để các bạn soạn thảo văn bản và phục vụ công việc. Đấy, như vậy là khi gõ tiếng Việt thì các bạn lưu ý là chúng ta sẽ có thường thường chúng ta hay gặp cái từ cái đặc biệt này. Đó, trong quá trình chúng ta gõ tiếng Việt. Đấy, thứ hai là chúng ta sẽ có các cái dấu này, này. Đấy, cái dấu huyền sắc ngã nặng hỏi thì các bạn cứ bấm theo vào cái phím này theo cái kiểu gõ tiếng lách nhé. Rồi tiếp theo là chia sẻ thêm các bạn đó là về cái phần mềm để chúng ta gõ tiếng Việt ấy, thì mình cũng đã có chia sẻ các bạn ở trong một số video trước. Đó, thì để gõ tiếng Việt thì các bạn có nhiều cách đấy, nhưng mà thông thường chúng ta sử dụng hai cái ứng dụng Unique, ứng dụng đầu tiên là UIN này, Unique. Ứng dụng thứ hai là ứng dụng Word. Đó, thì quá trình gõ tiếng Việt của chúng ta nó sẽ thuận tiện hơn và nó ít khi bị lỗi. Thì ứng dụng Unique này thì các bạn được sử dụng hoàn toàn miễn phí nhé. Các bạn kích nút chuột trái vào đây, tức là kích chuột trái hay là liên tiếp để chúng ta mở lên. Và tiếp theo các bạn nhấn OK. Đó, thì cái ứng dụng Unique này thì các bạn chỉ cần quan tâm đến hai cái mục là bảng mã và kiểu gõ. Đấy, bảng mã thì các bạn tích vào đây này, chúng ta chọn cái dòng đầu tiên là Unicode. Đấy, cái phần tiếp theo là cái phần kiểu gõ, các bạn cũng tích vào đây để chúng ta chọn cái dòng đầu tiên đó là Telex. Tức là chúng ta đã chọn cái kiểu gõ Telex này này. Đó. Và tiếp theo các bạn kích vào đóng để chúng ta khởi động cái phần mềm này lên, chúng ta gõ tiếng Việt trên máy tính nhé. Cái phần mềm Unique này thì các bạn được sử dụng hoàn toàn miễn phí. Và theo mình thì hầu như là các máy tính thì đều là được cài cái phần mềm này rồi. Rồi thì mình xin dừng video tại đây nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video và chúng ta các bạn gõ tiếng Việt có dấu trên máy tính thành công. Rồi, sau video này bạn nào có vấn đề gì các bạn cần chia sẻ để các bạn tiếp tục comment ở dưới nhé. Mình sẽ trao đổi với tất cả các bạn. Và nếu bạn thấy video mình hay và ý nghĩa thì các bạn nhớ like và chia sẻ cho tất cả mọi người cùng xem nhé. Và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé, để mình có động lực làm thêm các video khác chia sẻ tất cả các bạn nhé. Rồi xin chào tất cả các bạn.